quốc này để chúng ta tạo mới thêm sửa xóa là code API từ các cái nguồn dữ liệu mà chúng ta có thể tự tạo ra hoặc là có chúng ta tự viết hoặc là bên thứ ba ở đâu đó, thì cái này cũng sẽ đề cập đến sau này. Được chưa? Xong thông tin cho xóa đi nha, thông tin này các bạn có thể check lại trong email và tôi có share với các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang giải thích cho các bạn là tại sao chúng ta phải học cái này và cái này nó có ảnh hưởng gì cho các bạn trong cái thời gian mà sắp tới các bạn đi làm đi học thì nó ra làm sao. Giờ chúng ta trước khi học thì chúng ta phải thấy nó hấp dẫn đấy thì chúng ta học nó mới vào, chứ nếu không thì chúng ta cũng bò học cũng như kiểu học phải học thì cái tâm thế chúng ta học nó cũng khác. Nên là tôi muốn là chia sẻ với ta một chút về cái vấn đề sau này chúng ta có cái môn này ảnh hưởng đến cái sự nghiệp chúng ta làm sao. Các bạn có câu hỏi gì thì cứ hỏi bình thường nhé. Thì như sau, đầu tiên phải nói đến cái việc làm web bây giờ, web hiện đại thì nó có khác gì web được làm cái đây 10 năm, được làm cái đây 20 năm thì cái sự khác biệt nó rất là lớn. Ví dụ cách đây được khoảng 5 năm, tức là lúc đấy tôi vẫn còn đang đi học, tôi chuẩn bị ra trường ấy, thì website người ta chỉ làm đơn giản thế thôi. Có nhìn thấy cái hình tôi vẽ không? Có người vẽ hơi to. Đây. Đây là DB, đây là web server, sau đó là sinh ra cái browser. Yeah. Các em có nhìn thấy hình vẽ không ạ? Có ạ. Rồi ok, dẫn cái trình duyệt của chúng ta đang đây có đúng là hốt gì đấy vào đây đúng không? Enter thì trình duyệt sẽ gửi một cái request từ trình duyệt lên cái máy chủ của chúng ta. Cái máy chủ này thì chúng ta sẽ deploy cái code web của chúng ta lên. Code web của chúng ta có thể code bằng PHP, có thể code bằng Java, có thể code bằng C Sharp, có thể code bằng Python, hay là code bằng Golang, hay là code bằng Ruby gì đấy. Tôi tóm lại tôi không quan tâm đến cái ngôn ngữ mà các bạn sử dụng để làm web. Được chưa? Thì khi mà gửi request lên server ở trên này thì chúng ta sẽ tiến hành là chọn vào database. Cái server này sẽ kết nối với cái database để lấy dữ liệu, từ query dữ liệu từ database và trả về cho cái web server của chúng ta. Sau đấy cái web server ấy, nó không phải trả ngay về cho màn hình như này đâu, không trả ngay về trình duyệt đâu, mà nó sẽ trả về cho người ta một cái file HTML. Nó chỉ trả cái file HTML thôi. Sau đó cái file HTML này nó lại code cái file HTML này sẽ được tải về cái trình duyệt. Nó được chuyển cái trình duyệt để cái trình duyệt này đọc code từ file HTML được trả về và hiển thị lên trên trình duyệt đó. Trong quá trình mà hiển thị cái file HTML này thì chúng ta có những cái link. Cái link ví dụ như link gì? Link là link file CSS, file JS, file IMG. Dạ, thì những cái link này nó lại truy cập tài nguyên từ cái server này nó đưa về. Đây là CSS, JS, IMG, nó lại đưa về. Thì đây nó là cái mô hình làm web cũ của chúng ta. Tức là cách đây 5 năm, 10 năm người ta luôn luôn làm như thế này. Lúc nào cũng thế. Từ trình duyệt gửi lên trên server một cái yêu cầu, server chọn database lấy dữ liệu, sinh ra file HTML. Và từ phát cái ML này thì là trình duyệt nó đọc mà sau đấy là CSS để hiển thị được đẹp ấy, thì chúng ta nó sẽ tự tải cái tài nguyên về CSS, JavaScript ảnh về cho cái website để người dùng có thể nhìn thấy. Thì cái mô hình này nó đáp ứng rất tốt cho cái việc là truyền tải thông tin như là share thông tin, như là lưu trữ dữ liệu trong các hệ thống. Nói chung là đáp ứng được rất tốt các cái công việc website. Tuy nhiên, càng về sau thì công nghệ nó càng phát triển và cái tương tự như vậy thì là cái nhu cầu trải nghiệm của cái hệ thống website
của người dùng nó càng tăng lên, bởi vì lòng tham của con người thì cũng nó vô đáy, đúng không? Yêu cầu về bảo mật, yêu cầu về tốc độ tải trang, yêu cầu về cái UX, tức là cái việc sử dụng một website nó có sướng hay không, thì nó càng ngày nó càng tăng lên. Do đó là người ta lại tìm giải pháp khác để có thể có một cái, có một cái website mà thỏa mãn người dùng hơn. Đó, thì nó phát sinh ra một cái công nghệ, người ta gọi là công nghệ đấy là SPA. SPA, SPA là viết tắt của chữ là, viết tắt của chữ là single page application. Thì thế này là như thế nào? Single page tức là một trang, application là ứng dụng, ứng dụng web chạy chỉ trên một trang, nó không được web không thay đổi nhiều lần nữa. Dạ. Thì cái này á, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho người dùng. Giúp ích như này, bây giờ nó sẽ giải thích cái mô hình của single page trước, sau đấy thì các bạn sẽ thấy là nó có gì hơn so với những mô hình cũ. Dạ. Nó sẽ vẽ lên phía trên một chút cho các bạn sẽ nhìn thấy được. Đây, như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát từ một cái trình duyệt. Cái trình duyệt gửi một yêu cầu lên server. Server web. Tất nhiên là server nó chưa cần thiết phải tương tác thì chọn tương tác là database. Thế thì điều chỉnh lại cam được không ạ? Hả? Thì điều chỉnh lại cam giúp bọn em được không ạ? Bởi vì cam trên điện thoại thấy mà. Không bật cam ở trên điện thoại ấy. Thì cam thầy xe ở trên điện thoại nhưng mà. Đây, có nhìn không? Bật cái cam ở bên thanh bên phải ấy thì được. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ở trên màn hình chúng tôi đấy. Tôi đây rồi. Nhìn thấy chưa? Rồi. Rồi, ok, cảm ơn em. Báo tôi không để ý cái được này. Ờ, đây như này, thì chúng dẫn gửi lên cái server này, server tương tác database và trả để cho người dùng một cái file HTML. Nó như cũ thôi, cái này nó như cũ thôi, nhưng mà cái này nó chỉ áp dụng cho một cái request đầu tiên. Một cái request đầu tiên thôi. Sau đấy, mỗi một cái trang, mỗi một trong cái web cũ này chúng ta, cái trang web nào cũng chỉ trang chủ, sang trang chính cái sản phẩm, sang trang danh sách sản phẩm, sang trang tìm kiếm, trang giới thiệu, trang đăng nhập các thứ thì nó đều thực hiện lại rồi. Được chưa? Nhưng mà với cái mô hình mới SPA thì nó chỉ làm cái này, làm cái mô hình giống như kia với một cái yêu cầu của server đầu tiên ấy. Chứ nó không gửi lại lần thứ hai nữa. Được chưa? Tiếp theo thì vậy thì nếu mà đây là cái đăng tải trang chủ được. Thì nếu mà trong trường hợp mà người ta tiến hành là bấm vào một cái link sang trang thứ hai thì làm nào, đúng không? Thì người ta sẽ làm như sau. Ở cái lần lượt tải đầu tiên như thế thì người ta sẽ tải ra một file HTML rất là nhỏ, rất là cơ bản, nhưng mà tải về một cái file CSS rất là lớn, một file CSS rất là nặng hơn đưa về cùng. Thì cái file CSS này nó sẽ có cái nhiệm vụ là sinh ra các cái giao diện màn hình tiếp theo, và lập trình viên có cái nhiệm vụ là phải quy định ra các cái màn hình lập trình tiếp theo mà người dùng có thể truy cập ra được, và các cái màn hình đấy sẽ được sinh ra bằng cái file JavaScript này đã có sẵn ở trong này thôi, có hết. Và cái dữ liệu được trả về các cái màn hình tiếp theo của nó thì nó sẽ từ thằng JavaScript chứ không phải từ thằng người dùng nhé. Từ thằng JavaScript nó sẽ gửi ngầm, gửi dữ liệu, gửi yêu cầu ngầm đến server, và server lại thực hiện cái tương tác database và trả ngược lại cho thằng JavaScript này. Thì JavaScript như chúng ta đã biết thì nó có thể là sử dụng cái việc là vòng lặp các cái phép toán, các cái biểu thức để giúp tương tác với code HTML thông qua đó. Thì cái file JavaScript này nó dựa vào cái data trả về server,
nó giúp cho chúng ta sinh ra giao diện mới với dữ liệu có sẵn trong database luôn. Tức là thằng này, cái cách này thì khi mà chúng ta làm thì nó không, sau khi lần đầu tiên gửi request lên server từ browser rồi thì từ sau cái đường dẫn ở trên website của chúng ta nó không bao giờ, tức là nó không bao giờ bị gửi request lần thứ hai, tức là nó không quay nữa, nó không quay đến lần thứ hai nữa. Dạ, và tất cả mọi thứ đều hoạt động dựa trên cái nguyên lý của JavaScript đấy. Như vậy thì cái thằng server này sau cái bắt đầu lần thứ hai trở đi, khi mà nó trả dữ liệu thì nó không trả về, nó không trả về HTML mà nó chỉ trả data. Và cụ thể data của chúng ta là gì sao? Dữ liệu dòng gì sao? Các bạn cứ hiểu hôm nay nó là một đoạn tích. Thì bây giờ các bạn hãy tưởng tượng đi. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành là đi từ gửi gửi một cái bức thư từ Hà Nội vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Cách thứ nhất là các bạn mang, tự mang mỗi một lần gửi đi gửi lại thì các bạn mang một phong thư đấy ra bưu điện, sau đó là gửi từ bưu điện cộng vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Tức là chúng ta phải gửi cả phong bì thư, gửi cả tem, gửi cả nội dung thư. Dạ. Nó đi lại rất mất rất nhiều thời gian, cũng như là cái việc là mang đi mang về nó mệt. Và hai bên cứ trao đổi với nhau như thế thì mỗi một lần chờ đợi nó rất là lâu. Dạ. Nhưng với công nghệ mới này, với cách làm web mới này thì bây giờ, tức là tôi chỉ cần gửi một lần bức thư cho một cái người nào đấy ở trong thành phố Hồ Chí Minh, là ông A đi, ông A ơi, email của tôi như sau. Dạ, email của tôi như sau, kiện cái h32@gmail.com. Ví dụ thế. Sau đó là cái ông B kia, ông sẽ không gửi thư lại cho tôi nữa, mà ông sẽ sử dụng email để gửi cho tôi cái tín hiệu là cái dòng chữ. Thì như vậy tôi còn hoàn toàn có thể là nhận một cách nhanh chóng hơn rất là nhiều. Nhận nhanh hơn rất là nhiều. Và hai bên trao đổi thì không qua cái thằng bưu điện nữa, mà thông qua một cái công cụ là Gmail. Thì cái thông tin qua lại nó rất là nhanh và cảm giác hai ông rất là sướng, chứ không còn phải là ra bưu điện gửi bức thư đi, mua cái tem đóng vào gửi bức thư đi, xong rồi chờ khoảng mấy ngày để ông nhận được, chờ tiếp mấy ngày để ông nhận được lại. Thì đấy nó là cái sự khác nhau khi mà chúng ta áp dụng cái công nghệ mới này và cái công nghệ cũ. Được chưa? Thì các bạn cứ lưu ý với tôi là cái cách làm này thì mọi thứ nó chỉ mất cái việc tải đầu tiên thôi. Bắt đầu đến lần thứ hai là các cái tập tệp tin qua lại ấy, nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Vì sao nó nhỏ gọn hơn? Bởi vì mỗi một lần con web server thì nó trả thì cách cũ nó trả một trăm triệu, nó phải đính kèm CSS, đính kèm JavaScript, đính kèm TML. Thì mỗi một cái file đấy tôi sẽ show cho các bạn là nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian và nó lâu như thế nào. Đúng chưa? Thì đây tôi sẽ show cho các bạn trên màn hình của tôi. Ví dụ như tôi sẽ demo cho cái trang là trang nào giờ? 24h.com. Đây. Bạn sẽ nhìn theo đây. Các bạn vào cái tab network nhé. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy cực kỳ nhiều các file khác nhau được tải về. Đấy nhá. Đúng chưa? Đấy. Tải về rất là lâu. Đúng chưa? Các bạn sẽ nhìn đây. Đây là cái thời gian tải này, 220 ms, 93 ms. Cộng cái đống này vào thì tóm lại nó khoảng trên dưới gì đến 1 giây. Thế là đã nhanh lắm rồi đấy. Đúng không? Tức là những cái tài nguyên, ví dụ như file CSS để hiển thị được cái menu là màu xanh, nó cũng phải tải về. Đúng chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta xem này, Help này. Đây, những cái file về CSS, JS này, CSS, các thứ nó có trong này hết. Đúng chưa? Ở dưới chân này nó có JavaScript, các thư viện về JavaScript. Đây, các thư viện về JavaScript. Tất nhiên trang này nó đã được tối ưu nhiều rồi đấy. Được chưa? Thì cứ mỗi một lần chúng ta tải một cái file CSS hay JavaScript về trong cái web, cái trình duyệt này,
thì nó sẽ phải chờ, trình duyệt sẽ phải chờ, hoặc là chúng ta sẽ phải chờ rất là lâu. Đây chúng ta nhìn này, 500 ms giây, 1000 ms giây, 1500, 2000, 2500, 3000, 4500 đây, cho đến 5500 ms giây thì là kết thúc cái việc tải toàn bộ tài nguyên về. Dạ. Dẫn đến cái việc là để một website để tải toàn bộ một cái nội dung web thì nó mất khoảng bằng này thời gian. Được chưa? Tuy nhiên nếu mà làm bằng cái phương pháp thứ hai thì cái lần đầu tiên tải về có thể nó cũng sẽ lâu như thế, nhưng mà đến lần thứ hai trở đi thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta vào vào cái này, chúng ta thấy cái thời gian nó không hề ít đi một chút nào, đúng chưa? Đến bây giờ vẫn chưa xong rồi đó. Đấy, đấy. Đến 7500 ms giây, bởi vì nó tải rất tất cả những cái quảng cáo các thứ về. Tức là lần nào gửi lên nó cũng tải mất bằng đấy thời gian. Nhưng mà với thằng ví dụ như với thằng để tôi xem mà có thằng nào làm được rồi kênh 14. Không, cái này vẫn là bằng sử dụng công nghệ cũ này. Để tôi coi xem có thằng nào làm công nghệ mới. Có Google ấy thầy ạ, có Google ấy. Google, à đây 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 đây, có cái này, có cái này. Đây đây. Đây, các em nhìn nhá. Các em nhìn cái thằng Google này nhá. Tôi vào lần đầu tiên này. Các em nhìn tôi vào lần đầu tiên, tôi bật F12 lên. Network, tôi vào lần đầu tiên nhá. Đây tôi xóa hết đi này. Lần đầu tiên. Đấy. Nó khá là lâu, đúng không? Bây giờ vẫn chưa xong này. Lần đầu tiên khá là lâu. Rồi, kết thúc. Được chưa? Nhưng mà bây giờ tôi vào một cái email đi, ví dụ tôi vào một cái email này đi. Được chưa? Các em xem cái đoạn này nó có load lại không nhá? Mỗi lần load là cái đoạn này nó sẽ tiến hành là quay 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 chuyển thành chữ X. Được chưa? Nhưng mà với bây giờ tôi vào một cái email xem này. Nó có chuyển thành chữ X không? Không hề chuyển đúng không? Và cái tài nguyên nó không tải gì thêm nữa, những cái này nó chỉ là text thôi, data này, memory cache này, nó không phải là file dữ liệu nữa. Bây giờ tôi back lại, nó cũng không hề tải lại mới. Tôi bấm vào một cái email khác, nó cũng không hề tải lại mới, mà cái giao diện của chúng ta nó cũng đã được thay đổi. Thì đây nó chính là cái lý do mà cái thằng Gmail ấy, nó được dùng nhiều nhất, bởi vì trải nghiệm của nó làm cho người dùng là tốt nhất. Được chưa? Và cái trang Google Gmail này nó là cái thằng đầu tiên trong cái thế hệ của tôi biết được là nó là sử dụng cái single page application đó. Và thằng này được hình như cũng code bằng cái phương pháp cũ đây này. Các cái đường dẫn của nó bắt đầu dấu thăng này đấy, thì là cái Angular 1 nó hoạt động trên cơ chế dấu thăng này, mỗi cái đường dẫn mỗi cái màn hình là ngăn cách bằng cái dấu thăng này. Được chưa? Thì cái môn này chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra một cái ứng dụng trên single page application bằng cái framework là Angular. Được chưa? Thì các em có thể tìm hiểu thêm về cái khái niệm SPA bằng single page application. Single page application ở trong này. Thì các em có thể đọc thêm về single page application concept. Thì các em sẽ nhận thấy là nó có rất nhiều ưu điểm so với cái cách làm web cũ. Dạ, cái phần đấy tôi sẽ đưa lên trên Google Classroom của lớp mình. Rồi, tiếp tục nhá. Thế vậy thì bây giờ thì tại sao chúng ta lại phải học Funnel Framework? Ngoài cái việc là nó giúp chúng ta tạo ra được cái website theo cái mô hình Single Page Application, thì giải thích cho các bạn như sau. Tôi sẽ chuyển màn hình. Được. Được chưa?
Bây giờ ấy, thì trên thị trường nhé, trên thị trường tuyển dụng cũng như thị trường công nghệ bây giờ với về mảng đặc biệt là mảng làm web thì nó có ba cái thằng ngôi sao đang được sử dụng nhiều nhất cũng như là đang được các lập trình viên các công ty mong muốn được nắm được nhân sự nhiều nhất là ba cái công nghệ về về làm cái SQL này thì bao gồm các công nghệ như sau. Top 1 là React. React gì em? Tiếp theo là đến Angular. À, xin lỗi các bạn, đây không phải top 1, top 2, top 3 mà chúng ta đánh giá như nhau đi, bởi vì mỗi một thị trường nó sẽ có một cái đặc thù khác nhau. Và Vue.js, Angular, React và Vue, ba thằng này là ba cái thằng mà người ta đang sử dụng nhiều nhất trong cái việc làm ứng dụng web. Thì thằng về bản chất Vue.js hiện tại nó là một cái thư viện, nó là một cái thư viện nền tảng để giúp người ta có thể làm được cái ứng dụng web SDK. Tức là khi mà các bạn sử dụng React thì các bạn sẽ tiến hành là phải tạo lại mọi thứ từ đầu cũng như là chắp vá những cái thư viện mà chúng ta cần. Tức là chúng ta cần đến đâu thì chúng ta tiến hành là cài đặt và cắm vào trong React.js để đến đấy. Tất nhiên, theo quan điểm của lập trình viên thì thằng React.js lại dùng nó sướng hơn. Vì sao? Vì cái nền tảng cấu trúc của ông là do ông xây dựng nó ra từ đầu. Ông dựng nó ra từ đầu chứ không phải là ông tiến hành là phải sử dụng lại như thế nào cả. Đó, ông cần cái gì thì ông tìm kiếm, ông đắp vào thì nó dần dần nó phình ra thành một cái dự án hoàn chỉnh. Còn thằng Angular và thằng React.js này tới đầu của thằng Facebook đỡ đầu của thằng này. Thằng Angular thì thằng đỡ đầu của Angular là thằng Google. Cái Angular về bản chất nó không phải là thư viện nữa đâu. Thằng này nó làm một cái framework. Tính cho tôi sẽ nói framework là gì? Nó làm một framework có đầy đủ mọi thứ. Người ta chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi, bây giờ chúng ta chỉ học cách để sử dụng thôi. Thì cái việc cài cắm cũng như là việc sử dụng của nó sẽ dễ tính nhiều hơn, khá là nhiều lần so với những ngày này. Được chưa? Cũng như là việc làm việc tương quốc sau này, nó cũng sẽ dễ hơn so với cái thằng React.js này. Tiếp theo là thằng Vim. Thằng Vim.js này được đỡ đầu bởi cái tổ chức Laravel. Laravel là một cái framework rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc, bên Tây. Thì nó mua lại cái framework Vim.js này, nó đỡ đầu lại. Thì cái thằng này còn khá là non trẻ, tuổi đời nó rơi vào tầm khoảng 3 đến 4 năm. Nhưng mà cái tốc độ phát triển của nó cũng rất là nhanh, thì nó kế thừa lại những cái gì hay nhất của hai thằng này. Nhưng mà tất nhiên là nó chưa được đặt cái độ chín, tức là nó chỉ gọi là dùng được. Chứ còn bảo là tối ưu được kiểu, tất nhiên là chúng ta có thể tối ưu được. Nhưng mà tôi nghĩ là tùy thôi các bạn, tùy thôi công ty chúng ta học cái gì thì học. Dạ, là ba thằng này là ba thằng mà chúng ta đang học nhất. Đây là học Facebook. Đây là học Facebook. Được chưa? Tiếp theo, thế vậy thì học ba thằng này thì nó ảnh hưởng gì đến cái tương lai của chúng ta? Thì có ảnh hưởng nhiều, nó liên quan đến cái việc là các bạn, cái tỷ lệ các bạn xin được việc sau này cũng như là ảnh hưởng đến cái việc là lương của bạn là làm sao đấy. Thì cách đây độ khoảng 3 năm sau khi tôi nghỉ việc ở công ty cũ của tôi là CETI International Việt Nam, thì tôi cũng có đọc tin về tuyển dụng. Ở đấy mình cũng đang mông lung không biết là có đi về đây dạy hay là đi làm tiếp, tham khảo một chút về cái việc là mức lương cũng kiểu ở cái doanh nghiệp. Thì tôi nhớ là ngày đấy là thằng React là 6 tháng kinh nghiệm React, tức là có kinh nghiệm 6 tháng làm React thì mức lương khởi nghiệp là 13 triệu đấy. Và bây giờ chắc chắn nó phải hơn đâu, bây giờ chắc chắn nó phải hơn bởi vì cái công nghệ mới và đặc biệt nó liên quan đến ngôn ngữ JavaScript. Ngôn ngữ JavaScript thì nó lại là một cái ngôn ngữ nó khá là lằng nhằng,
và nó được cập nhật liên tục. Dạo này, dạo gần đây bắt đầu từ năm 2015 thì nó được cập nhật liên tục và rất là nhanh, dẫn đến là cái người, số lượng người mà lập trình viên có thể nắm bắt được và học của nó thì nó chưa được nhiều. Do đó là cái tỷ mà cái nhu cầu thị trường nó cao. Do đó là chúng ta cái nhu cầu thị trường lúc nào đang cần. Thì khi mà các bạn có dự án như là có demo hay là các bạn có kinh nghiệm làm việc trên 1.3 này, các bạn đi xin việc nó dễ hơn. Và cũng như là cái việc là các bạn điêu lương sẽ dễ hơn so với cái việc là chúng ta chỉ biết làm code backend hay là chỉ biết làm HTML, CSS, JavaScript cơ bản. Thì tất nhiên là cái sự chênh lệch nó rất là lớn. Chúng ta cố gắng học cái ngôn ngữ, cái môn này nó sẽ ổn cho các bạn. Ok, tiếp tục nhá. Như vậy thì ở đây chúng ta đang tôi còn học chúng ta một cái từ nữa, từ khóa nữa, là cái từ framework. Framework là cái gì? Thì framework nó là cái việc chia ra giữa hai từ frame và work. Frame nó là một cái khung, khung work là công việc, công việc việc làm, đúng không? Thì framework để giải nghĩa nó là thế thôi. Thực tế ra là chúng ta giải nghĩa nó khá là đơn giản thôi. Người ta sẽ cho chúng ta một cái bộ scope đáp ứng gần như tất cả các cái chức năng mà chúng ta sẽ cần dùng để làm ra một công việc nào đấy. Ví dụ như các bạn làm ra một cái hệ thống website của backend thì chúng ta có cái có cái ví dụ bên ứng dụng các bạn là có thằng Spring MVC, đúng không? Thì trong đấy nó có những cái ví dụ như là Hibernate để kết nối đến tương tác với database, có mô hình MVC được tích hợp sẵn ở trong cái bộ support của Spring MVC để giúp chúng ta có thể làm việc trên mô hình MVC nó dễ dàng hơn. Rồi thì việc sinh ra màn hình nó cũng có công nghệ riêng, hay là được tạo ra những cái đường dẫn định tuyến nó có annotation ACK hoặc là cái file XML để chúng ta có thể định ra các đường dẫn và viết code nó dễ dàng hơn, tức là nó có sẵn hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ sử dụng thôi và viết mới thôi. Thì framework nó cũng vậy, framework là một cái bộ support chúng ta đã có sẵn hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc là tải nó về và học cách sử dụng là nó đã đáp ứng được 90% các cái nhu cầu sử dụng cơ bản của website. Thì ở đây cái Angular chúng ta sẽ được học nó là một cái framework như vậy, và chúng ta sẽ học buổi trong buổi này chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt và setup lên nó chạy cho cái màn hình đầu tiên. Dạ, thì các bạn làm theo tôi nhá, chúng ta sẽ làm cùng nhau về cái công việc này, về cái việc cài cắm như là chạy cái Angular này lên. Thì trang chủ của thằng Angular ấy, cái môn này tôi giải thích qua một chút cho các bạn nhá. Thì cái môn Angular JS này ấy, thì theo giáo trình của nhà trường mình thì là nó học Angular JS, tức là bản Angular 1. Thì thực tế là cái đấy bây giờ ở thị trường Hà Nội nói riêng là người ta rất ít dùng rồi, rất ít tuyển luôn. Do đó là tôi sẽ theo thị trường thì tôi sẽ dạy các bạn về cái Angular mới nhất để chúng ta tiếp cận về công nghệ nó sẽ đơn giản hơn và có lợi thế hơn sau này khi các bạn ra trường. Thì tôi không dạy cái mà thị trường không sử dụng. Thì do đó là cái môn này chúng ta sẽ không có giáo trình, chúng ta sẽ hoàn toàn học trên cái website angular.io, tức là cái này, cái trang chủ của thằng Angular luôn. Thì các bạn thông cảm với tôi là ở Hà Nội tôi thống nhất luôn là những ai dạy cái môn Angular JS này hoàn toàn có thể sử dụng, một là thằng Angular JS Angular, hai là thằng React, ba là dạy về Vue.js. Thì các bạn lưu ý là không public cái việc này cho rộng ra ngoài, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng tôi đang làm. Thì chúng tôi cũng chỉ mong muốn là tốt cho các bạn thôi, cho nên chúng tôi mới làm việc này. Cho nên là các cái quiz của chúng ta thì nó sẽ bị sai lệch so với kiến thức chúng ta đang học, bởi vì quiz là theo Angular 1, còn
cái việc học của chúng ta là đang theo Angular 2 cộng. Đấy, chúng ta lưu ý nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt nó trước. Thì để cài đặt được cái Angular này thì chúng ta có một vài bước sau đây thì tôi sẽ nốt lại cho chúng ta. Bước thứ nhất, chúng ta viết ra giấy hoặc là viết ra đâu đấy, nốt lại cho tôi đang chưa tạo project nên tôi chưa biết ở đâu cả. Đấy, thì việc đầu tiên chúng ta vào cho tôi cái trang này Node.js.org. Đây. Dạ, các bạn vào giúp tôi cái trang Node.js.org và tải giúp tôi cái bản 12.16.1 để về nhé. Đấy, cài vào. Cài giúp tôi cái Node.js này. Rồi, ok. Còn bật loa lên trong quá trình này, chúng ta cứ bật loa lên trao đổi cho thoải mái. Nếu mà trong trong trường hợp chúng ta không có nhiều tạp âm. À, link nhá, link gì đây? Link đọc cái gì em ơi? Link đọc về cái SPA á hay là đọc về cái gì? Hôm nay có thằng nào đọc cái gì mà đây Angular.io nhá. Nhưng mà chưa hết, các bạn cài giúp tôi thằng Node.js đã nhá, để kiểm tra là việc của chúng ta có cài đặt là thành công hay không ấy, thì chúng ta mở cái CMD lên, gõ cái CMD lên rồi gõ giúp tôi là Node, để cho nó to lên chút. Đây, Node cách trừ v thì nó ra phiên bản của thằng Node.js. Sau đó chúng ta kiểm tra npm cách trừ v là phiên bản của thằng Node Package Management, là cái nơi để giúp chúng ta cài các thư viện của JavaScript về. Bạn nào có thể đọc thêm về npm thì chúng ta đọc. Cài xong chưa? Rồi, đến đây chắc là chúng ta không phải giảng nữa đâu. Giúp cái điện thoại này. Em thưa thầy, lúc mà em cài xong ấy, nó ra một cái cửa sổ install additional tool ấy, nó như nào thầy? Em share screen của em đi xem nào. Vâng. Đây, cái cửa sổ này. Đâu, em share screen đi. Em share rồi. Xe đâu mà xe, có nhìn thấy gì đâu. À, nó có hiện. Đợi, em tí em bật cái này lên. Bây giờ mới không bật thông báo. Đây ạ. Nhìn thấy ạ? Chưa. Chưa nhìn gì. Em đang trình chiếu đây. Đây, cho tôi đọc. Enter là được mà. Từ. Em không thấy thể hiện lên, em lo chắc là sai đâu đấy. Enter đi xem nào. Không, của tôi đã là Mac, nó khác. Nữa đi. Cứ em cứ đóng cái cửa sổ đấy đi, xong bật cái Node.js command prompt lên. Đây, cái đấy check rồi. À, thế được rồi, cái này được rồi. Vâng. Xong nhá. Vâng.
không cần quá lo lắng đâu, để bình thường. Các bạn khác cài được thằng Note chưa? Kiểm tra giúp tôi cái phiên bản nhé. Cả hai cái này, Note cách trừ V và NPM cách trừ V. Được chưa? Có ai bị lỗi không? Nếu mà không ai lỗi thì chúng ta sẽ chuyển sang cài Angular. Thì chúng ta vào giúp tôi cái trang angular.io. Đây. Ở đâu nhỉ? Ờ, mẹ đây chứ. Để setup đây. Đây rồi. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái đường dẫn này. Phần chat nha các bạn nhá. Các bạn vào cho tôi cái đường dẫn này đi, angular.io, xong rồi setup guide này, setup local này. Được chưa? Tiếp theo các bạn mở, vẫn mở cái CMD lên. Các bạn gõ lại giúp tôi cái này. NPM cách install cách trừ G cách A cộng Angular cách sược CLI. CLI là cái client, viết tắt của chữ client. Đây. Vệt này ra. Enter xuống. Thì các bạn chờ, sẽ chờ, phải chờ một chút, nó còn phụ thuộc vào đường dẫn mạng, cái đường mạng của chúng ta. Lâu hay nhanh là do ở đây. Có những bạn cài rất nhanh như máy tôi hiện tại, có những bạn phải chờ 5 phút. Thì đây. Ồ. À, permission. Sudo rồi, ok. Chúng ta cài cái Angular CLI này là cái gì? Bây giờ tôi giải thích qua một chút nhé. Cái Angular CLI này thì nó là cái bộ cài đặt, tức là cái bộ khung cơ bản của cái thư viện này và của cái framework Angular này. Sau khi các bạn đã cài về cái này một lần rồi, các bạn có thể tạo ra 1, 5, 10, 120 bao nhiêu thoải mái về cái project Angular. Được chưa? Thì chúng ta cài Angular xong, chúng ta có thể từ đây giờ đi, chúng ta có thể cài các cái tạo ra các cái project về Angular bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu. Được chưa? Code của cái này nó không giống như code ở trong Java của chúng ta đâu. Java chúng ta phải ví dụ tạo web xong rồi đẩy, phải đẩy lên trong cái document root ở trong Apache, đẩy cái vua lên cái Apache Tomcat các thứ kiểu ấy. Nhưng mà với code của thằng Angular này thì các bạn tạo web ra ở đâu cũng được, vứt đâu nó cũng chạy. Được chưa? Xong chưa? Xong cái việc cài cái kia chưa? Chưa thì ạ. Bùi Việt Anh đang cài. Lỗi gì? Sorry em ơi. Show màn hình xem nào. Ông cũng dùng Mac à? Ờ thưa thầy, cho em hỏi với. Em dùng cả điện thoại cả máy tính à? Em tắt một tắt loa và tắt mic của một cái đi là được. Rồi ok, nói đi. Em tắt được. Nó hiện một. Em sâu đâu nhỉ? Cái gì? Nó hiện một cái thanh. Có nhìn thấy cái gì đâu? Chờ em, okay. Em không biết trẻ đâu. Ủa?
đầu thi. Chào Diêu Huy ơi. Đây thấy rồi, bắt đầu thấy rồi. Tao không nhìn cái gì nữa rồi. Được ạ. Rồi ok, đâu em lỗi gì? Bật cái PowerShell lên thế nào. À nó đang download pin thôi. Kệ nó thôi em ơi. Đây này. Em cắt chuột C một cái xem nào. À vâng. Kích vào đấy con Ctrl C cái. Đấy nhảy ra. Một cái em đừng kích nhiều nhá. Rồi ạ. Gì đấy? Thì tôi giải thích qua một chút về cái vấn đề đang gặp phải nhá. Thì như này. Cái CMD ở bên Windows ấy, cái CMD là một cái PowerShell hiện tại ấy, nó hơi bị ngu một tí. Tức là nó có thể nó có khả năng bị delay. Tức là nó vẫn chạy ngầm ở dưới nhưng mà nó không hiển thị lên trên cái view. Đấy, do đó thi thoảng là mình phải nhảy vào mình enter hay là mình gõ phím kích vào trong cái màn hình, mình enter, mình gõ phím hay là mình bấm cái nút gì đấy, tóm lại nó nhận cái sự kiện từ cái màn hình của mình, từ cái keyboard của mình. Thì nó mới chạy tiếp, được chưa? Còn lại thì của em, để tôi xem nào, tôi xem nào. Đọc lại, đọc thêm tí nào. Từ để yên. Đây nó cài trên chocolate rồi. Em mở một cái CMD khác ra đi. Bao treo khác, mở một bao treo khác đi. Rồi. Em gõ là Angular cách trừ V rồi nè. Angular hay là NG không biết. Angular biết nào. Viết cái gì đấy? À từ giờ thì. Đây giờ thì nha. Rồi, em viết là xóa xóa cái dòng này đi, xóa cái đây đi. Xóa đi. Em viết là NG cách ra. Version. Rồi version. VER. Không em lùi mũi tên sang bên trái thì được. Rồi enter đi. Chưa cài được Angular rồi, chắc nó phải chờ cái kia tải xong. Em gõ lại cho tôi cái đoạn, em copy cho tôi cái đoạn là npm cái install-g cái gì đấy ở trong file ở trong cái trang angular.io xem nào. Phang vào đây. Chứ của em sao nó lại cài cái gì đi kia, chưa hiểu. angular.io. Rồi. Của bạn này là lúc cài cái loader có một cái chỗ tích vào auto nó cài rồi. Get start rồi. Get start đi. Rồi. Xong em chọn cái setup rồi kìa. Ở cái menu bên tay trái ấy, setup. Nhìn thấy chưa? Setup cơ mà. Đấy đúng rồi. Kéo xuống dưới. Kéo đi. Đó, em copy cái đấy vào. Cương vào trong cái npm CMD. Chuột phải vào. Rồi enter xuống. Rồi cứ cho nó cài thôi. Mà. Chắc là mạng của em nó chậm quá. Thế chưa, còn ai có vấn đề gì nữa không? Mà. Em thế. Share đi em ơi. Vâng. Huy tắt share screen đi em ơi.
Tôi em có thể gọi cho thầy để hướng dẫn cái này được thầy. Tối em bắt đầu cài, em có thể gọi thầy để hướng dẫn cái này. Thầy xem được màn hình em chưa? Tùy em thôi, em cài lúc nào cũng được. Đây nó đang chạy rồi. Đây là đang chạy rồi thầy. Nó đang chạy rồi đây. Mà chắc do mạng em nó lag quá. Em đang dùng 4G. Ủa. Vừa xem stream vừa 4G thì mày chết. Vâng, này nhớ tôi sẽ share lại cái video này cho các bạn nên cứ yên tâm. Dạ vâng. Nha. Tôi đang ghi hình cái chuyện này. Mình có group rồi. Còn ai có vấn đề gì nữa không? Ngoài các bạn đang cài đặt ra. Em tối em mới cài đặt được. Cài đặt nó chỉ có mấy bước đơn giản thế thôi. Thầy sao đâu ạ? Vũ Quân à? Vâng. Hoàng tắt share screen em ơi. Vâng. Vũ Quân xem. Cái gì ơi? Đây. Để đọc ra nhá. Would you like to share anonymous use data with Angular team? No. Enter. Lúc nãy em bấm Y có sao không thầy? Thằng rào. Cái đấy nó là cho bọn Google nó khai thác những cái gì em đang làm. Nó tự tắt đi rồi thầy ạ. Hả? Tự tắt luôn à? Vâng. Mở lại cái PowerShell bây giờ nào. Mẹ bọn lợn này. Đâu, vẫn đang 16% đây thế. Cái này nó đang cài cái gì ấy? Tôi lâu lắm rồi tôi không dùng Windows, tôi không biết cái này là cái gì. Chocolate là cái gì? Nãy giờ nó có chạy không? Từ nãy giờ nó vẫn đứng ở 16% ạ. Ctrl C mẹ đi. Ctrl C mấy lần rồi. Rồi. Mở lại cái CMD lên chạy lại cái câu lệnh kia xem nào. Cái câu lệnh này à? Copy câu lệnh đi. Xong em gõ CMD thay cho cái đoạn NVM đấy, CMD xong enter. Rồi. Và chuột phải vào màn hình đi. Chuột phải vào cái mùng mùng đen đấy. Không được à? Không. Thế vậy thì em gõ lại cái npm cách trừ g. Npm cách install. Viết sai rồi bố ơi, xóa đi. Tôi chỉ cho. Chuột phải lên trên cái tiêu đề ấy, trên cái vùng màu trắng ấy. Đấy, chuột phải đấy, edit. Paste. Không dám đấy, em chưa copy cái kia à? Đấy, copy đi. Rồi, paste lại đi. Rồi, chạy đi. Xem nó hỏi cái gì. Sao bên Windows rồi này nó nhiễu sự nhỉ? Từ từ để em xem nó chạy đến đâu. Đấy, bắt đầu nhích rồi. Rồi, ok, nó chạy rồi. Tắt xe đi em ơi. Còn ai nữa không nhỉ? Còn ai có vấn đề nữa không? Rồi nhá, bây giờ tiếp tục này. Nếu bạn nào xong rồi thì ghi lại cái đoạn đấy. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra project Angular mới.
Được chưa? Thì bây giờ ấy, cái chỗ nào mà chúng ta muốn tạo ra project, ví dụ như là để xem ở trong cái danh sách này có bạn nào. Bạn nào cài xong cái Angular rồi, tôi nhờ máy các bạn một chút. Em cài xong rồi thầy ơi. Hả? Em cài xong rồi. Lại mày. Sao chỗ nào không có cái mặt mày về lâu? Nhí chán nhảy vào. Cái screen như thế nào? Vâng. Các bạn theo dõi nhá. Đi chưa thầy ơi? Rồi, nhìn thấy rồi. Bây giờ em mở cái Windows Explorer ra đi, quản lý file cái disk computer. Rồi đây, em mở trong desktop đi. Đấy, đúng không? Rồi, mở, làm gì đây? Giữ shift không chuột phải vào cái vùng màu trắng đấy. Giữ shift chuột phải. Rồi, open PowerShell window here. Open PowerShell window here. Rồi, ok. Được chưa? Xong rồi em gõ là ng, tức là ng, ng cách new. New. Cách ra. Ok rồi. Tôi thấy cách đâu. Rồi. Cách rồi. Ví dụ như là Angular demo chẳng hạn. Gọi cách không đầy. Angular trừ demo. Mà lâu thế. Sao rồi đây? Enter đi. Enter đi. Đang màn hình cũng đang bị treo giờ. Đâu? Đây này. Ồ, thấy là thằng đi kìa. Tắt đi rồi share lại xem nào. Thấy chưa thầy? Chưa, chưa nhìn thấy gì. Cô vai. Chia sẻ rồi mà. Đâu? Đâu rồi? Em tắt đi, em bật lại. Mạng chậm quá à? Đâu, mạng nhà ngon mà. Đó, chia sẻ rồi mà. Rồi, nhìn thấy rồi. Bây giờ bật cái vừa rồi lên đi. Đây thầy. Đây. Chả biết thì quay. Từ từ nhá. Mày gõ là ng cách version như thế nào? Xem bắt cài được cái Angular chưa? Để em xem thấy em làm rồi. Ông chưa cài được ấy đây này, ông Long ơi. Xong rồi mà thôi. Ông đã cài được Angular đâu. Để em xem nào. Rồi, cái đạo xe đi. Ai bị lỗi tí tôi sẽ fix cho sau nhá. Ô sao em ấn nút share không được đấy. Share xong em phải chọn vào cái màn hình, kích vào cái màn hình xong cái nút share nó lên. Quá, cài rồi mà. Cài rồi nó phải lên version chứ. Em gói trong server đây nó lại ra version. Trong cái đấy nó cứ bảo lỗi từ kia. Rồi, đây. Em làm lại đi. Rồi, chuột phải này, open PowerShell window here này. Win này, lấy cái này nó chậm thế. Cách new, cách tên project. Rồi. Rồi. Cái này không tôi biết em rồi. Cái Commando này vẫn được rồi. Không phải. Version có rồi nhưng vẫn bảo lỗi này. Từ từ đây, tôi giải thích cái này. Không phải ở đây cũng được hay là ở đâu cũng được đâu, nghe đã này. Các em đang bị lỗi cơ bản trong lập trình. Đấy là cái thư mục hay là tên máy tính các em đặt tiếng Việt có dấu và có cả dấu cách. Cho nên những cái ứng dụng ở trong CMD hay là PowerShell nó không bao giờ nó sinh ra được mới.
Em hiểu không? Thì bây giờ em vào cái Windows Explorer đi. Đây đây, em làm cái này thì được. Không 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 không, em vào cứ vào cái Zip Computer đi, My Computer ấy. Rồi em vào ổ C đi. Đấy, rồi. Ví dụ như back lại đây nào. Ổ nào em hay dùng để chứa tài nguyên đấy, learning như thế nào. Ổ D đi. Rồi, em tạo thư mục mới. Tạo thư mục mới ra. Đấy, em viết là Angular vào đấy. Thừa một chữ G rồi. Rồi enter xuống vào trong cái thư mục đấy. Lại shift chuột phải. Đấy, rồi. Giờ em tạo mới project đi. NG cách new cách project demo. Ờ vẫn không được này. Đấy, em dùng bằng cái này được luôn rồi này. Đâu? Không, em phải mở trong cái thư mục Angular cái chứ. Nghĩa là nó vẫn tạo trong ổ C của em. No đi. Từ từ đã. Không, nó tạo trong cái Bibo cái đấy. No đi. Cái thằng PowerShell bị sao ấy thầy ạ? Ờ. Ở đây cái PowerShell nó bị làm sao ấy? Tắt cái màn hình vừa rồi đi. Để tôi chỉ lại xem nào. Em mở lại cái quản lý file đi. Để rồi em có nhìn thấy cái Learning D Angular không? Kích chuột lên này. Có. Đúng rồi, kích vào đấy. Gõ CMD luôn. Phá hết đi gõ CMD. Không, đúng rồi, em vừa làm đúng rồi. Phá đi. Phá cái đường dẫn như đấy đi. Phá đi. Rồi, gõ CMD. Enter xuống. Đấy, rồi. Em thấy là cái CMD nó mở trong cái thư mục D Angular luôn đúng không? Để em tạo một thư mục đi. Tạo project. NG cách new. Được luôn đúng không? Yes. TLS đi. Enter luôn. Rồi nó đang tải thư viện nhé. Giờ mình chờ thôi. Đấy, các em thấy không? Việc tạo ra project nó cực kỳ đơn giản. Thế thôi. Đây nha, tôi sẽ chỉ lại ở trên máy tính của tôi này. Ở đây vừa rồi là ở bên Windows. Bây giờ tôi chỉ lại. Em tắt xe này nhé. Ừ. Tôi chỉ lại cái việc tạo ra project cụ thể. Thì đầu tiên nhá. Đầu tiên các em cài cái NPM và cái bằng thông qua thằng nốt, ví dụ các nốt cách trừ v này, npm cách trừ v này, được chưa? Sau đó các em cài giúp tôi cái thằng Angular vào, thì dùng là npm cách install cách trừ g cách a cộng Angular sược coi như này, được chưa? Này, tôi chụp cái màn hình này, tôi đẩy lên trên Google Classroom. Rồi ok, đây. Đấy nhé. Rồi xong. Sau đó các em kiểm tra cái version của thằng NPM, thằng Angular các em đã cài về máy ấy, bằng cách là ng cách version. Cái này. Thì nó sẽ ra cái phiên bản Angular CLI là 9.0.5. Bây giờ đây là cái version của nó. Tiếp tục, bây giờ các em tạo ra project thì các em mở cái thư mục, ví dụ như tôi sẽ tạo ra ngoài desktop chẳng hạn, được chưa? Tạo ngoài desktop này thì tôi sẽ tiến hành là mở ra đây cd ra cd vào cái desktop, được chưa? Cd cái desktop này thì cái con trỏ của tôi nó trỏ vào desktop này, được chưa? Sau đó tôi sẽ tiến hành là ng cách new cách tên project, ví dụ như lớp này là lớp PT143 bao nhiêu nhỉ? 03 trừ ứng dụng, được chưa? Thì tôi viết thêm đây là Angular. Enter xuống. Thì nó sẽ lựa chọn hỏi cái đầu tiên này, hỏi là có định nghĩa bạn có muốn thêm cái phần routing vào không, phần định tuyến vào không? Thì ở đây tôi chọn có. Tiếp theo là CSS hay là SCSS hay là SAS hay là LESS hay là Stylus. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng CSS cho nó dễ. Đây tôi sẽ chụp ảnh tiếp cái phần này vào.
Đấy, thì tôi sẽ đưa lên trên nhóm lớp nhá. Sau đó nó tiến hành là install package. Cái đoạn install này nó tiến hành nó tải các cái thư viện cần có của thằng Angular này về để cho chúng ta sử dụng. Thì đây, tôi sẽ demo, tôi sẽ kéo project vào đây, chúng ta xem. Đây, cái đây đúng không? Kéo vào. Các em sẽ nhìn thấy là cái thư mục S, cái thư mục node module này càng ngày nó sẽ càng nhiều. Tí nữa nó ra một đống luôn. Thì đấy là nó tải các cái thư viện mà thằng Angular nó cần. Nó sẽ đưa hết vào trong cái thư viện node module này. Chúng ta kiên nhẫn chờ một chút, nó chỉ mất lần đầu tiên thôi. Nó lâu thì còn từ sau nó rất là nhanh. Đấy, giờ chúng ta chờ. Stacking là nó đang tạo. Đấy, chúng ta tiến hành cài đặt đi. Chút nữa chúng ta sẽ tôi sẽ quay lại và tôi sẽ demo ở đây. Nó tải xong rồi đây. Em thấy nó ra rất là nhiều thứ luôn. Nhiều vậy. Đấy, nó vẫn đang tải. Chúng ta nghỉ mấy phút nhá. Tạm thời nghỉ mấy phút rồi tí nữa xong rồi quay lại. Tôi sẽ để nguyên đây. Chúng ta uống nước, uống nồi các thứ. Tí nữa quay lại rồi sẽ đi làm điếu thầy ơi. Hả? À? Đi làm điếu. Ờ đúng rồi. Thầy đi uống thuốc cái gì? Không sao, học chính thầy rủ em bây giờ làm gì có cái gì đâu. Làm được gì đâu. À, cài xong rồi. Thôi không nghỉ được không ơi, cài xong rồi. Đây nhá. Các bạn để ý này, bây giờ sau khi cài xong này. Sau khi cài xong nhá. Nào nghe này, sau khi cài xong thư viện rồi ấy. Chúng ta sẽ tiến hành là CD vào trong cái project đấy. PT14303. Được chưa? CD vào trong cái project như này. Được chưa? Sau đó chúng ta gõ theo tôi này. ng crack serve crack --- open. Nó tự động mở cái trình duyệt của chúng ta lên trong một tab mới luôn. Thì đây. No. Cái tab của David. Đấy, nó đang compile. Nó tiến hành compile. Ôi, chụp trượt rồi. Xong rồi đấy. Nhìn thấy chưa? Bây giờ sau khi compile xong, nó sẽ tự động mở cho chúng ta một cái website localhost 4200 nó như này. Thì đây là chúng ta đã setup cái Angular thành công. Được chưa? Các bạn làm đi. Xem có chạy không, ai bị lỗi thì báo lại. À, nó hướng dẫn luôn. Ghê thật. Giờ Angular giờ nó xịn vãi. Cái này là Angular 8 rồi. Bản này bản 9 rồi. 9 chấm có thể ạ? 9 chấm đấy. Đây, chúng ta vào đây chúng ta xem biết này. Package JSON này. Đây là Angular Core này, 9 này. Version 9 rồi. Nhanh vãi.
Lên được chưa? Cài được chưa các thím ơi? Chạy lên như này xem nào. Xong rồi thế. Rồi ông thì xong rồi, còn những thằng khác chưa xong. Em thấy cái bài giảng này thì chốc xem lại nào. Đây là tôi đang xem này. Cái tí nữa tôi sẽ tôi lưu xuống thì nó sẽ có một cái meeting record này. Thì cái file này thì tôi sẽ share cho các bạn. Cái file này là file, file video. Tôi share cho các bạn để các bạn có thể xem được luôn. Gì đây? Gì đây? Boost file. Login fail quá. Đây. Này gì đây, đây là cái gì đây, một vài đây đây này, như thế này này. Vâng, máy em lag quá, à mạng em kém quá. Em nằm lại đi, em nằm lại mới nghe được. Đây là cái đoạn vừa rồi đây. Thì tôi sẽ share cho các bạn cái file này, hoặc là tôi sẽ gửi cái đường dẫn cái file này cho các bạn. Nhưng mà record xong á. Đấy, nội dung học hôm nay chúng ta chỉ dừng lại đây thôi, là cài đặt cái NPM, cài đặt Node, cài đặt Angular CLI và tạo ra project, chạy cái project đầu tiên. Tí nữa tôi sẽ viết một đoạn lên trên kia. Bây giờ tôi sẽ dừng cái record này để nó sinh sớm thôi nhé.